có nhu cầu mua robot, các bạn truy cập ngay robotviet.com, nơi bán robot an toàn, uy tín, chất lượng, giá rẻ. Có mọi thắc mắc các bạn bấm vào Messenger bên góc phải cũng như là Discord bên góc trái để được giải đáp. Hôm nay mình quyết định sẽ học solo nha anh em. Thì solo á thì phải học từ từ thì mới lên trình được. Thì mình mới bước chân vào nghề. Thì không biết là cái trình độ mình như thế nào, chứ mình nghĩ là cũng tầm đánh loạn xạ. Thì mình sẽ nghe theo lời của anh em và các fan là ăn trái shadow để tập BK cũng như là BB á. Thì trong server có Bacto rồi HV rồi Vân Gaming thì khá là dễ dàng để cho mình tập solo. Rồi, giờ là đã ăn shadow vào à. Bây giờ sẽ chọn một cái bộ đồ thích hợp để xem nào. Mình nhớ là có một cái áo tốc độ di chuyển khá là nhanh, có tên cũng là Hunter. Rồi, mình sẽ lấy cái áo này à. Đây. Lách nè anh em. À, ok. Ngon lành. Nó vừa tăng máu mà vừa tăng đam lên cho mình nữa. Mà nó còn cho mình 80 tốc độ di chuyển nữa. Quá là thích hợp rồi. Test lại chiêu của shadow, ok. Lâu quá không xài shadow, quên chiêu hết rồi. Không biết đánh đấm ra làm sao. Chắc mình nghĩ chắc cũng ăn bờ ngủ bụi lắm đây. Thì thử mới biết. Rồi bây giờ kiếm Bacto leader solo thử. Trận đầu tiên người bón hành cho mình đó chính là leader, đã được rất nhiều anh em và các bạn biết đến với tên channel YouTube là Dân Gaming. Rồi bây giờ cứ đánh thôi anh em à, cứ có bao nhiêu chiêu xả hết đi. Hiện tại bây giờ không có quen tay, chuyển sang lách lép rồi chuyển lại shadow, nghe đau khổ dữ người ta. Rồi mình chậm quá anh em ơi. Chuyển chiêu là mình thấy chậm rồi. Trời ơi gì vậy? Mình bắn lướt cái mình lụm mạng của Bacto kìa anh em. Đỉnh. Đây chỉ có thể là mình mới làm được thôi anh em à. Anh em thấy sự đỉnh cao chưa? Lướt đánh với Dân Gaming mà Bacto chết. Đây là một cái đẳng cấp cao của cái trình cũ hoàng mới làm được đó anh em à. Cái trình mà sử dụng hết Hanumi. Y chang sử dụng hết Hanumi luôn. Vậy là chắc là lúc nãy mình muốn múa trúng Bacto á. Rồi Bacto ra đánh du biển hay reset gì đó. Thì sau đó là mình nhận được booty, đâu ngon dữ người ta. Giờ tập trung đánh với Dân Gaming nè. Mình thấy Dân Gaming đánh cũng khá là chắc tay anh em à. Mình chắc là bị bón hành rồi. Mình không phải là người bón hành cho Dân Gaming, mà ngược lại, mình là người ăn hành. Mình xài chiêu kiểu này là ăn hành chắc rồi. Gặp anh em đánh shadow là anh em lướt vô anh em quýnh tứ bụi của mình vậy nè. Trời ơi, rồi xong đóng băng rồi, họ nhíu rồi. Biết ngay mà trời ơi. Cái gì mà cầm cái súng ra bắn cái là quýu rồi. Không xài được gì hết, bật khắc ghi quan sát lên chơi đỡ nè. Cái chiêu V này hình như là lợi hại lắm trong shadow đúng không anh em? Anh em BK thì cái chiêu đó đó là một cái chiêu mà ăn tiền. Rồi. Mình thấy là mình ăn đấm đủ rồi. Tiền chưa kịp ăn nữa là đấm rồi xong. Kết thúc chấm hết rồi. Biệt ngay mà. Trận đầu tiên. Trên fail. Không sao anh em à. Chúng ta làm lại ha. Thua keo này ta bày keo khác. Thua chầu này ta bày chầu khác. Đánh từng nào mà cho nó quen tay thôi. Giống như anh em á, vừa vào cũng đâu có đánh giỏi đâu đúng không? Cũng may nghiên cứu chiêu thức rồi nghiên cứu combo thì mới giỏi được. Trời ơi gì vậy? Mình đang phân tích gì quýnh mình nhiêu đây bảo rồi. Ghê thiệt chứ. Mình phải học một cái combo nào đó riêng cho bản thân mình. Đi học lỏm của ai cũng được nữa anh em ơi. Chứ không có combo là đánh không được rồi. Gì mà mới thấy gì leader lướt là cái múa mình mấy cái mình rống không. Rồi còn giờ mình chơi trò chạy vậy hả? Mình không học combo thì mình sẽ học 36 kế chạy là tượng sách ra. Tao cũng gì vậy? Gợi ý kìa. Cái đám khói mình là mất leader 5k6 máu. Ngon đó chứ. Ngon đó nhờ. Nhưng mà mình không biết combo chuẩn ở trong cái đám đó. Chứ combo chuẩn cái là dính cái đám đó thôi á. Là cái người mà bị dính á thì thế nào là cũng bị ăn hành rồi. Trong khi mình cho leader dính rồi xong luôn. Mình bị bón hành nữa rồi. Bón hành tập 2 rồi anh em ơi. Không sao. Chúng ta tiếp tục nha. Người ta nói là nhất quá tam. Mình sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng quá mức anh em ơi. Trời ơi gì vậy? Sao mình cứ canh mình lao vào cái súng đó rồi. Xong nữa rồi. Chưa đầy 30 giây quá anh em. Trời ơi. Leader quýnh khủng khiếp quá nha. Ca này là không ổn rồi.
Raider chắc cũng học combo này đỉnh cao lắm nè. Mình chân nước chân ráo mình bước vào chuối phải rồi. Chuẩn bị bón hành tập 3 nè anh em. Màn 1 cảnh 2, màn 2 cảnh 3 chuẩn bị tái diễn lại lần 3 nè. Còn 3k1 máu à, làm gì ăn đây. Rồi. Rẫm nấu rồi, chạy có kịp gì nữa. Bước vào đó là chỉ có nước địa ngục. Không sao. Chúng ta làm lại tiếp trận thứ tư anh em. Thua 3 trận rồi đúng không? Thật ra chúng ta phải cố gắng combo leader nửa cây máu chứ. Trời con gì vậy? Vì dịch chuyển hiểu ứng à. Quen tay rồi, quen tay xíu rồi anh em à. Bây giờ chuyển sang kiếm rồi, lướt được chút đỉnh rồi. Nhưng mà cũng chưa có ổn lắm anh em ơi. Còn hơi lụm khụm quá, chuyển nút chậm quá. Bấm chiêu này cứ bấm lộn chiêu kia. Bấm lết lét thì lộn qua shadow, bấm shadow lộn qua lấy đất đỏ, đỏ đỏ, ngon lành. Ủa. Từ đó có. Bấm chiêu gì với đầu đá lên lét. Nhưng mà cái combo đó cũng là một cái combo đỉnh cao đó anh em à. Shadow mình dính về ha, rồi mình bật lên lét chân lửa lên vô mình shoot chiêu C. Rồi bắt đầu mình chuyển sang X rồi mình Z là hết bài. Nhưng mà mình không có đủ nhanh để làm được. Thì mình cố gắng mình cứ đánh hoài đi. Thì sẽ quen tay, mà một khi quen tay đó hả. Thì mình sẽ hạ được kẻ thù nhanh chóng thôi. Từ mình bật tộc dí theo leader luôn. Chạy lại, ấy nè, ngón này lụm nè. Lướt vô, lấy trời ơi. Không sao, lụm trời ơi. Tuyệt vời. Hỏi đâu làm đừng pha anh em. Đó, được nha. Coi như là quen tay xíu rồi đó. Chắc là leader sơ hở đó anh em à. Hay là thấy mình thua nhiều quá, muốn cho mình gỡ lại thả nhẹ mình cái. Thôi cũng ăn được leader rồi, kiếm người khác đánh anh em ơi. Nhân vật tiếp theo đánh đây. Gặp ai quém người đó à. Vậy là mình đã nắm vững được một chút xíu cái nghệ thuật combo, một chút xíu thôi. Chứ chưa có chuẩn mấy. Thằng con gì đây? Quân ba ngu hả? Từ nãy mới để ý luôn. Không sao. Lạng né chứ. Đã gồm. Đá được lết lết lần, đá ăn quen. Nãy đá leader ngon quá mà giờ dày lại. Ôi. Bấm chiêu không kịp. Bấm kịp ít hay chơi gì là được rồi. Chậm tay quá anh em ơi. Này là phải luyện cho cái ngón tay mình điêu luyện trên cái phím, trên bàn phím á. Mới chơi nổi thôi à. Chứ bây giờ hả? Săn nội săn 3k bounty thôi, 3m chứ 3m nhầm 3m. Mà nói 3k bounty giờ cũng có lấy được từ các bạn khác đâu. Chừng một số bounty nhỏ thôi. Ngoại trừ là quỳ lại gian sinh mấy bạn cho mình giết có thiệt. Chứ với trình độ này ra server thường là coi như bán muối. Ê nè. Trời ơi. Bị rối anh em ơi, bị rối. Ôi cái bạn đó dính trong cái chiêu về của trái shadow rồi đó mà không làm được gì hết. Trời ơi. Trời ơi, phải mình không vậy trời nè, lụm nè. Ui. Ôi mình bỏ hỏng những cái pha combo gây chết chóc không á. Tức thiệt chứ. Chậm tay quá. Lẹ hơn xíu nữa ngon rồi. Trời ơi, bấm lộn bật tộc nữa chứ. Bấm R mà. Sao bấm lộn bật tộc lên là sao? Tức thiệt. Hơi bị tiệm lộn xíu à. Mà BK solo vậy tiệm lộn. Rồi xong luôn. Khỏi nói gì hết đó. Ăn ngay một quả mà gu Z vào đầu. Tiếp bạn tiếp theo nha anh em. Lần này thì mình sẽ đánh với Bác Tô ha. Bác Tô xài trái Venom nè. Mình thấy Bác Tô BK với Leader. BK với Hắc Phế. Quýnh rống Hắc Phế với Leader. Để coi mình coi sao. Tại con rồng đó. Nhìn thấy con rồng nó có độ nguy hiểm cao dữ à. Lướt vô. Nhảy vô nhà. Ủa sao máu mình rút dữ vậy. Quên trái Venom là trái độc tố. Trời ơi lao vào đó. Thấy mấy cái bãi độc không. Rồi xong rồi. Trời ơi. Lướt vô bãi độc cũng bắn kìa. Ôi không thấy bình minh đâu hết. Bắt tô lầm quá. Kiếm Hắc Phế solo anh em ơi. Hà hiếp được ai. Hà hiếp Hắc Phế đây.
với đang ăn trái dragon. Mình là bây giờ phải solo với nhiều dạng trái quỷ, nhiều dạng combo khác nhau mình mới biết được. Là cũng gì vậy trời? Trời ơi, như mới vô bị bón một chút xíu hành rồi nha. Chắc mình nghĩ ca này cũng thọ quá. Ừ, hạt phế không phế anh em ơi, mấy game khác phế lắm mà sao game này quýnh mình rống không à. Trời ơi, cũng bắn kìa. Thà kìa, chạy. Gồng chân lửa lên để lát mình hành chứ. Rồi, chưa kịp hành luôn. Rồi, ăn 2 ký hành luôn. Không sao, còn ký nữa. Rồi cho mình luôn rồi, còn ký tặng miễn phí mình luôn. Vừa cho mình ăn rồi vừa tặng mà vừa cho nữa. Đỉnh thiệt. Không sao. Mình còn có những cái trận phía sau nữa mà anh em. Thì sau một hồi mà BK rất là nhiều với HV á, bị HV bón mười mấy cái ký hành, thì mình cũng đã nhận ra rất là nhiều điều khi mà BK với cái trái rồng này. Nhận ra nhiều điều là chuyện mà BK thắng là chuyện nữa anh em ơi. Đó, nhất là cái chiều đó đó. Chiều đó thì mình phải di chuyển liên tục để mình né nữa ha. Rồi mình bay lên không trung á thì né cái chiều đó. Đánh rất là nhiều luôn rồi đó. Chắc khắc vế cũng mỗi tay mà mình cũng mỗi tay quá anh em ơi. Quýnh chắc nghĩ liệt chuột liệt bằng phím quá. Nó cại, cứ đánh đi từ từ cho quen anh em ơi. Mình bây giờ mình combo nó cũng khá khá rồi chứ không có dạng giỏi. Thôi trung bình đi. Dạng trung bình yếu. Gần đạt được điểm trung bình rồi. Cố gắng đánh bại HV để đạt điểm trung bình nha. Chứ bón hành mình trận nào cũng bón mấy ký hành không à. Chịu không nổi trời rồi bấm lộn bên kia nữa chứ. Khổ. Đâu rồi, HV đâu rồi? Rồng phà ke đây. Giữ phà đi, mình cứ mình lơ lửng trên không trung vậy nè. Là cái chiêu mà bắn liên tục của rồng già đâu có trúng mình được. Nó phải nhận ra được nhiều điều chứ anh em. Thả liền, bây giờ là biết tận dụng chiêu hit của trái Shadow rồi. Bình thường là quýnh có chiêu Z với chiêu V à. Giờ tận dụng được chiêu hit là cũng ổn rồi. Coi như là trình lên được thí nị. Nè, đây nè. Đây bước chuối nè, lụm. Trời ơi, chạy đi đâu. Chưa thắng rồi anh em. Sao bao nhiêu cực khổ thì mình cũng đã kết hợp được một cái combo, tuy là nó hơi củ chuối xíu nhưng mà vẫn có thể đánh bại được HV á. Rồi mà dính combo đã thiệt, chắc mình phải học thêm nhiều những cái combo hay và hấp dẫn nữa ha. Thì nếu anh em nào biết những combo nào mà hay hấp dẫn của năng lực trái quỷ nào kết hợp với kiếm hay là súng hay là melee thì đem cứ comment bên dưới ha, truyền thụ cho mình. Thì mình sẽ cố gắng học từ từ để ra server thường, không bị mấy bạn dí theo, ức hiếp và hà hiếp nữa. Rồi cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và hẹn gặp anh em trong video lần sau và tiếp theo nha. Bye bye anh em và hẹn gặp lại.